Người ta thường nói rằng mối tình đầu sẽ khiến cho chúng ta mang theo phần ký ức thanh xuân đến suốt đời. Chuyện tình đầu tiên đại diện cho tuổi trẻ, thứ mà mọi người đều ngưỡng mộ và khát khao. Khi ký ức được kích hoạt, những dấu ấn này mãnh liệt và khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ. Mỗi khi nghe thấy bài hát mà năm xưa đã từng cùng với mối tình đầu thưởng thức, điều đó có thể khiến cho bạn bồi hồi và xúc động. Và chính mối tình đầu sẽ trở thành khuôn khổ để đánh giá các mối quan hệ trong tương lai, để nó tồn tại trong ký ức, không bị lãng quên. Điều này thực chất không công bằng với người tiếp theo. Vì vậy mà mối tình đầu có thể đẹp, nhưng cũng có thể vô tình sẽ trở thành nguyên nhân làm tan vỡ mối quan hệ sau này. Vụ án ngày hôm nay cũng vậy, một thảm kịch mô tả chân thật về việc mối tình đầu vô tình đã biến người khác thành ác ma. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Giới. Vụ án ngày hôm nay xảy ra vào ngày 6 tháng 8 năm 2020 tại thành phố Nam Kinh, Trung Quốc. Bà Quách Thục Chân đến thăm nhà của con trai thì phát hiện anh ấy nằm trên giường, bên cạnh còn có một cái bếp than. Bà nhanh chóng chạy tới đó kiểm tra tình hình của con trai thì mới phát hiện anh đã không còn thở nữa. Điều này khiến bà vô cùng sốc, bà khóc lóc hô hào mọi người xung quanh tới giúp đỡ, rồi cũng ngất xỉu ngay tại đó. Cảnh sát nhận được thông tin từ người báo án thì lập tức chạy tới hiện trường. Lúc này bà Quách đã tỉnh lại nhưng vẫn khóc không ngừng. Trước câu hỏi của cảnh sát, bà Quách nói rằng hôm nay bà và con trai định tới dự khai trương công ty của người quen. Nhưng lúc tới nhà thì lại thấy cửa đã bị khóa, bà nhanh chóng gọi cho anh nhưng không thấy ai bắt máy. Điều này khiến cho bà Quách lo lắng. Con trai bà Quách là một người rất có nguyên tắc, nếu không thể tham gia cùng mẹ hay có chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ báo với người nhà. Nhưng hôm nay lại đột nhiên biến mất trước thềm sự kiện, bà Quách có một dự cảm không lành nên đã nhờ người tới phá cửa nhà của con trai. Vừa vào đến nhà, bà đã thấy anh nằm bất tỉnh ở trên giường. Sau khi bà Quách ngất xỉu, người phá cửa đã gọi cảnh sát để báo án. Nạn nhân tên Trương Thế Bình, 30 tuổi, hiện tại là chủ của một công ty xây dựng có tiếng ở Nam Kinh. Cảnh sát đã lập tức bắt tay vào kiểm tra hiện trường và thi thể. Dù đã tìm được giấy tờ tùy thân của nạn nhân, nhưng cảnh sát lại không tìm thấy điện thoại di động mà nạn nhân sử dụng. Pháp y nhìn bề ngoài của nạn nhân thì thấy da cơ thể của anh ấy đã chuyển sang màu đỏ anh đào. Đây là dấu hiệu cho thấy nạn nhân chết vì ngộ độc khí carbon monoxide từ bếp than bên cạnh. Ở trong nhà không có dấu hiệu ẩu đả. Họ nhanh chóng lấy dụng cụ ra để kiểm tra dấu vân tay thì thu được nhiều dấu vân tay khác nhau. Ngoài nạn nhân và mẹ, ở trong nhà còn có vân tay của vợ sắp cưới của Trương Thế Bình. Ở gần giường ngủ của nạn nhân, cảnh sát tìm được một vài sợi tóc ở mép giường. ADN của người này vẫn chưa rõ là của ai. Ban đầu, cảnh sát nghĩ rằng đây là một vụ tự sát, nhưng sau khi kiểm tra cẩn thận, họ đã phát hiện ra nhiều nghi vấn. Cửa nhà nạn nhân bị khóa ngoài, xung quanh thì không tìm thấy thư tuyệt mệnh. Camera trong nhà đã bị lấy toàn bộ thẻ nhớ ra ngoài, chỉ còn lại camera trống. Cảnh sát hỏi thăm bà Quách thì xác nhận con trai không có động cơ tự sát. Trương Thế Bình sắp kết hôn và còn đang lên kế hoạch hưởng tuần trăng mật cùng với vợ sau đám cưới. Sau đó, họ đã đến nhà hàng xóm của Trương Thế Bình để xin trích xuất camera thì tìm được hình ảnh của một chiếc xe màu đen từ trong nhà nạn nhân đi ra vào lúc 5 giờ sáng. Sau khi điều tra thì họ mới biết chiếc xe dùng biển số giả, không thể tìm được thông tin chủ nhân. Vì vậy mà cảnh sát cho rằng cái chết của Trương Thế Bình là một vụ án đã được hung thủ dàn dựng lên và có kế hoạch từ trước. Pháp y khám nghiệm thi thể đã thấy tim và phổi của nạn nhân bị phù do thiếu oxy. Máu có mức độ carbon C hemoglobin cao, thi thể không có dấu hiệu chảy xước do ẩu đả hay tranh chấp. Điều đặc biệt ở đây là pháp y tìm thấy trong cơ thể nạn nhân có một lượng thuốc ngủ cao cùng với rượu, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết. Nguyên nhân tử vong là do ngộ độc khí carbon monoxide trong than. Thời gian dẫn đến tử vong do ngộ độc phụ thuộc vào nồng độ carbon monoxide ở trong không khí và thời gian tiếp xúc. Trong khi kiểm tra cẩn thận, pháp y xác định thời gian tử vong của nạn nhân là từ 1 cho đến 3 giờ sáng ngày 6 tháng 8. Nếu nhận biết được sớm các triệu chứng và kịp thời rời khỏi khu vực nhiễm độc cũng như nhận được sự can thiệp y tế nhanh chóng thì nạn nhân đã có cơ hội sống sót. Nhưng chi tiết trên chứng minh nạn nhân không hề tự sát, đây là một vụ giết người đã lên kế hoạch cẩn thận. Cảnh sát lập tức tìm tới vị hôn phu của nạn nhân để hỏi thăm thông tin.
Cô ấy tên là Mộ Giao, năm nay 30 tuổi và đang điều hành một bệnh viện thẩm mỹ. Hai người họ đã quen nhau từ thời còn đi học, cả hai đều có địa vị xã hội cao nên đã theo truyền thống gia đình kết hôn theo sự sắp xếp của trưởng bối. Mộ Giao khai rằng tối ngày 5 tháng 8 cô có tới nhà chồng sắp cưới, nhưng đến khoảng 9 giờ tối thì đã rời đi. Theo như những gì Mộ Giao nói thì đúng là Trương Thế Bình không có lý do gì để tự kết thúc cuộc đời. Nhưng trong thời gian gần đây, anh ấy đang rất áp lực với việc kinh doanh của công ty, thậm chí là còn có xu hướng trầm cảm và bạo lực. Công ty của Trương Thế Bình vừa mới nhận thất bại ở trong cuộc đấu thầu xây dựng mà dự án này Trương Thế Bình đã tâm đắc từ lâu. Anh đã dành nửa năm để lên kế hoạch từ khâu chuẩn bị hồ sơ tới lúc đánh giá. Thậm chí anh còn đinh ninh rằng mình sẽ thắng rồi chuẩn bị trước kế hoạch cho việc giám sát và nghiệm thu công trình. Trước khi đấu thầu xảy ra, Trương Thế Bình còn đích thân tới nhà thầu để gửi lời hỏi thăm. Trong những nhà thầu nộp hồ sơ, ngoài công ty Bình Đại của Trương Thế Bình thì còn có một ứng cử viên nặng ký khác là công ty Hắc Hiệp. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ đi theo kế hoạch của Trương Thế Bình, nhưng nào ngờ nó lại rẽ sang một hướng khác. Trong hồ sơ của Bình Đại và Hắc Hiệp, cả hai đều có kinh nghiệm, năng lực và chất lượng như nhau, nhưng giá cả của Bình Đại đưa ra cho việc chuẩn bị trang thiết bị lại cao hơn Hắc Hiệp. Vì hồ sơ của Hắc Hiệp có thể tối ưu giá cả, lại có chất lượng ngang bằng với Bình Đại, cho nên nhà thầu lập tức chọn công ty này. Kết quả trên làm cho Trương Thế Bình vô cùng sốc. Chuyện này đã khiến anh gặp áp lực ở trong một thời gian dài. Từ lời khai của Mộ Giao, cảnh sát đã lập tức tới công ty của Trương Thế Bình để điều tra thêm thông tin. Cấp dưới của nạn nhân khai rằng Trương Thế Bình đinh ninh kế hoạch của mình đã quá tốt so với đối thủ. Ngoài ra anh ta còn có địa vị cao cho nên đã chắc chắn nhà thầu sẽ nể mặt gia đình mà chọn công ty anh. Nào ngờ công ty Hắc Hiệp lại thuộc quyền sở hữu của một thiếu gia Hồng Kông, có bố làm ông trùm xã hội đen, cộng thêm việc giá cả ưu thế cho nên nhà thầu đành phải giao dự án lại cho Hắc Hiệp. Chuyện này như sét đánh vào người Trương Thế Bình khi anh ta đã dành thời gian và công sức nửa năm qua cho kế hoạch này. Đương nhiên là Thế Bình sẽ không bỏ qua một cách đơn giản như thế. Anh lập tức điều tra lại nhân lực của mình vì nghi ngờ ở trong đội ngũ có kẻ tiết lộ giá cả, trang bị mà anh đưa ra. Thư ký của Trương Thế Bình là Châu Ngọc Tuyền. Cô đã nhận nhiệm vụ quan sát công ty để tìm ra kẻ đã phản bội. Sau đó, Trương Thế Bình giả vờ công bố với mọi người công ty sẽ vực dậy tinh thần bằng một vụ đấu thầu mới. Sau khi hoàn thành bản kế hoạch, Trương Thế Bình đã gửi nó cho quản lý dự án. Châu Ngọc Tuyền nhận được tin tức đã lập tức quan sát thái độ của nhân viên. Một thời gian sau, cô đã nhận ra điều kỳ lạ. Cô thấy một nhân viên trong công ty đã copy bản dự án sang một USB cá nhân rồi bỏ vào ba lô. Vì tính chất bảo mật của công ty của Thế Bình chỉ cho sử dụng một loại USB có in tên công ty, chuyện này đã lập tức khiến cho Châu Ngọc Tuyền nghi ngờ nên cô đã nhanh chóng báo cho sếp biết. Thế Bình cuối cùng cũng tìm được gián điệp trong công ty. Đó là một nhân viên kỳ cựu mà Thế Bình hết lòng tin tưởng. Anh ta chính là quản lý dự án, tên là Đặng Dĩ Tâm. Dĩ Tâm là một nhân viên giỏi với lý lịch tốt nghiệp từ Bắc Đại, trường đại học danh giá của Bắc Kinh. Dĩ Tâm sau khi vào công ty của Trương Thế Bình thì đã thăng tiến rất nhanh chóng. Vì hiệu suất công việc của Dĩ Tâm cho nên Trương Thế Bình đã thăng chức cho anh để làm quản lý dự án. Dĩ Tâm sở hữu mức lương hàng năm cao nhất trong ngành, vậy thì tại sao anh ta lại chọn cách phản bội công ty? Trương Thế Bình rất tức giận cho nên sau khi tan làm đã tới chỗ của Dĩ Tâm hỏi rõ mọi chuyện. Ban đầu anh ta không thừa nhận việc mình phản bội, cho đến khi Châu Ngọc Tuyền lấy điện thoại ra cho anh ta xem video anh đã copy thông tin dự án mới vào USB cá nhân thì Dĩ Tâm mới thừa nhận hành vi của mình. Anh ta khóc lóc, van xin tha lỗi. Nhưng Trương Thế Bình làm sao có thể bỏ qua chuyện này? Vì vậy, hôm sau Trương Thế Bình đã sa thải Đặng Dĩ Tâm. Anh ta không còn cách nào khác, đành phải dọn đồ rời khỏi công ty. Cảnh sát điều tra thông tin về người tên Đặng Dĩ Tâm này thì mới biết anh ta đã về quê Hà Nam sống ẩn dật. Sau khi bị sa thải, Đặng Dĩ Tâm dường như đã bị cạch mặt khỏi ngành, không còn cơ hội xin việc ở các công ty xây dựng. Đặc biệt là trong khoảng thời gian từ ngày 1 cho đến ngày 6 tháng 8, cảnh sát đã tìm thấy thông tin Đặng Dĩ Tâm quay lại Nam Kinh, trùng khớp với khoảng thời gian nạn nhân tử vong. Cảnh sát nghi ngờ Đặng Dĩ Tâm có thể là vì hận thù mà ra tay với nạn nhân, nên đã triệu tập anh ta về đồn. Khi cảnh sát thông báo với Đặng Dĩ Tâm về cái chết của Trương Thế Bình, anh ta rất bất ngờ. Trước nghi vấn giết người của cảnh sát, Đặng Dĩ Tâm nói, dù bị Trương Thế Bình đuổi việc, nhưng anh chưa từng hận
cũng như là có ý định sẽ sát hại ông chủ cũ của mình. Lý do Đặng Dĩ Tâm chọn cách phản bội công ty mình là do phía Hắc Hiệp ra giá cao, cũng không phải là do mâu thuẫn của Đặng Dĩ Tâm với công ty, mà thật ra là anh ta đã bị đe dọa. Thiếu gia Hồng Kông, người đứng đầu công ty Hắc Hiệp, đã cho người tới nhà Đặng Dĩ Tâm để đập phá. Đặng Dĩ Tâm có bố mẹ già ở quê, ngoài ra anh ta còn có một cô em gái đang học lớp 12. Cả nhà phải phụ thuộc vào kinh tế của Dĩ Tâm, cho nên anh ta mới tới một nơi xa xôi như Nam Kinh để làm việc vì lương cao. Bố mẹ Đặng Dĩ Tâm đã dành tất cả gia tài của mình để lo cho con trai ăn học. Anh cũng không phụ lòng gia đình mà cố gắng học tập để đỗ vào Bắc Đại. Khi người của Hắc Hiệp tới nhà quậy phá, thiếu gia Hồng Kông đã đưa ra một cái giá để Dĩ Tâm cung cấp thông tin của công ty anh ta. Nếu anh không làm theo điều kiện đó thì bố mẹ và em gái sẽ khó có thể sống yên ở quê nhà. Đặng Dĩ Tâm không còn cách nào khác, đành phải đồng ý với đề nghị trên. Sau khi Hắc Hiệp thắng thầu, Đặng Dĩ Tâm đã nhận được tiền theo thỏa thuận ban đầu. Lúc đầu, nhận tiền từ tay người của Hắc Hiệp, Dĩ Tâm đã lỡ miệng tiết lộ chuyện Bình Đại đang có dự án mới. Vì vậy, anh ta đã bất đắc dĩ trở thành gián điệp cho Hắc Hiệp một lần nữa. Đặng Dĩ Tâm không bao giờ ngờ được bản thân lại mắc bẫy của Trương Thế Bình. Nhưng mâu thuẫn này không lớn đến mức trở thành động cơ để cho Đặng Dĩ Tâm từ bỏ tương lai, bỏ qua việc chăm sóc gia đình để hại Trương Thế Bình. Đặng Dĩ Tâm nói, trong khoảng thời gian từ ngày 1 cho đến ngày 6 tháng 8, đúng là anh ta có tới Nam Kinh. Mục đích của chuyến đi này của Đặng Dĩ Tâm là phỏng vấn ở công ty mới. Anh ta sẵn sàng cho cảnh sát xem thông tin vé máy bay, email thông báo phỏng vấn và lịch sử đặt phòng khách sạn ở trên trang chủ. Khi được hỏi trong ngày 5 và ngày 6 tháng 8 đã đi đâu và ở đâu thì anh ta khai rằng ngày 5 anh ta chỉ nghỉ ngơi ở khách sạn cho tới sáng ngày 6 thì lên máy bay về lại Hà Nam. Mặc dù có địa vị xã hội cao nhưng Trương Thế Bình không hề có ý định phong sát Đặng Dĩ Tâm trong nghề mà chỉ cảnh cáo một thời gian mà thôi. Hiện tại Đặng Dĩ Tâm đã có cơ hội làm việc trở lại cho nên anh ta không có lý do gì để động vào Trương Thế Bình cả. Dĩ Tâm còn khai ra một thông tin quan trọng rằng ngày Trương Thế Bình phát hiện ra nội gián, anh ấy đã lôi Dĩ Tâm đến trụ sở của Hắc Hiệp để làm cho ra lẽ. Đặng Dĩ Tâm chỉ mới sao chép dữ liệu chứ chưa kịp gửi đi cho nên Trương Thế Bình không có bằng chứng thuyết phục để buộc tội thiếu gia Hồng Kông. Trước khi rời khỏi đó, Trương Thế Bình đã buông lời gắt gỏng chửi mắng chủ công ty Hắc Hiệp là hèn hạ. Cảnh sát dự đoán khả năng thiếu gia Hồng Kông là hung thủ không cao. Ở trong giới xã hội đen, họ rất ít khi dùng thủ đoạn tiểu tiết như là đầu độc bằng khí carbon mà thường trực tiếp xử lý bằng vũ khí hơn. Nhưng để không bỏ lỡ chi tiết nào, cảnh sát vẫn quyết định tới công ty Hắc Hiệp để lấy lời khai của thiếu gia Hồng Kông kia. Trước nghi vấn giết người, anh ta chỉ cười trừ, nói rằng mình sẽ không vì một vài lời nói mà ra tay với người khác. Trương Thế Bình cũng không phải là một nhân vật vô danh để anh ta có thể tự tiện ra tay như vậy. Bố của Trương Thế Bình là một nhà kinh doanh có tầm cỡ ở Nam Kinh. Nếu muốn động tới Trương Thế Bình thì thiếu gia Hồng Kông vẫn phải nể mặt vài phần. Sau đó, anh ta đã cung cấp bằng chứng ngoại phạm của mình từ ngày 5 cho đến ngày 7 tháng 8, anh ta đã bay tới Hồng Kông để xử lý việc riêng. Nhân viên công ty Hắc Hiệp thì ở lại tăng ca suốt những ngày trên vì họ đã đấu thắng dự án mới nhất nên cần làm việc một cách năng suất để kịp tiến độ. Thế là cảnh sát phải điều tra tiếp về mối quan hệ xã hội của Trương Thế Bình. Họ xem lại kết quả khám nghiệm tử thi thì phát hiện mũi của Trương Thế Bình có điều kỳ lạ. Xương mũi của nạn nhân đã bị biến dạng và lệch so với vị trí bình thường. Ngoài ra, pháp y còn tìm thấy vết nứt ở sụn mũi. Họ suy đoán có thể nạn nhân đã bị tác động vật lý dẫn đến việc gãy mũi. Cảnh sát liền lập tức điều tra về thông tin này thì phát hiện Trương Thế Bình từng bị người khác tấn công vào năm 2019. Thời điểm đó, công ty xây dựng tòa nhà trung tâm thương mại do Bình Đại làm chủ thầu đã xảy ra tai nạn. Chiều ngày 15 tháng 5 năm 2019, công nhân trong công trình dọn dẹp xung quanh để chuẩn bị về nhà thì quên mất việc ngắt nguồn điện. Điều này đã vô tình gây ra tai nạn thương tâm cho một đứa trẻ, nạn nhân tên là Trần Tư Thái, vừa tròn 9 tuổi. Kế bên công trình có một bãi đất trống, bọn trẻ xung quanh thường tới đó chơi vào lúc chiều tà. Trần Tư Thái lúc đó chỉ mới chuyển đến khu vực này. Cậu bé thấy bọn trẻ con hàng xóm ra ngoài bãi đất trống chơi thì cũng xin mẹ để được đi chơi với họ. Vì tò mò cho nên Trần Tư Thái đã sang công trình bên cạnh xem thử. Thấy công tắc điện có nhiều màu sắc, cậu tò mò đụng vào nó thì vô tình bị điện giật.
nguồn điện từ công trình rất lớn, họ lại không gắn thiết bị chống giật, cho nên Trần Tư Thái lập tức không qua khỏi. Bọn trẻ còn lại đứng cách cậu một khoảng xa nên không hề nhìn thấy cảnh đó. Đến khoảng 6 giờ tối, bọn trẻ quay về nhà như thường lệ. Vì Trần Tư Thái không thân với ai cho nên mọi người không nhận ra sự mất tích của cậu bé. 7 giờ tối, gia đình Trần Tư Thái tập trung ăn cơm thì vẫn chưa thấy cậu bé về. Mọi người lo lắng, vội vàng đi xung quanh tìm Trần Tư Thái. Mẹ Trần Tư Thái biết con trai mình chơi ở bãi đất trống nên đã tới đó tìm. Mọi người hỏi những đứa trẻ xung quanh thì bọn trẻ bảo là không ai thấy Trần Tư Thái đâu. Gia đình của Trần Tư Thái đã nhanh chóng nhờ đến sự giúp đỡ từ người xung quanh và báo với cảnh sát. Họ đã huy động một lực lượng để tìm kiếm sự mất tích của cậu bé. Vì trời tối cho nên chuyện này có chút khó khăn, không chỉ cảnh sát mà hàng xóm xung quanh đều đổ xô đi tìm để giúp đỡ gia đình Trần Tư Thái. Sau 5 tiếng tìm kiếm, một người cảnh sát đã phát hiện ra thi thể của Trần Tư Thái bên cạnh nguồn điện của công trình. Mọi người hồi hộp kiểm tra thì nhận ra cậu bé đã không còn dấu hiệu của sự sống. Bố mẹ Trần Tư Thái không chấp nhận được sự thật này nên nhất quyết phải đưa con trai tới bệnh viện. Bác sĩ không thể cứu được trường hợp này. Cả gia đình Trần Tư Thái đều tập trung tại bệnh viện. Tất cả đều vô cùng sốc trước sự ra đi của đứa cháu đáng yêu chỉ vừa mới tròn 9 tuổi. Nước mắt lăn dài trên đôi má nhăn nheo của bà nội Trần Tư Thái. Bà khóc và than với trời đất bằng giọng điệu lạc dần. Người bố chết lặng, còn người mẹ thì ngất xỉu, phải đưa vào phòng bệnh kế bên. Trương Thế Bình sau khi hay tin công trường xảy ra tai nạn thì đã lập tức cho tập hợp nhân viên lại để tìm cách đối phó. Đây rõ ràng là lỗi của công trình, vì làm việc tắc trách, chuyện bồi thường đương nhiên là phải thực hiện. Nhưng điều mà Trương Thế Bình lo là công trình xây dựng sẽ bị tịch thu giấy phép thi công vì gây tai nạn cho người dân. Vì vậy, anh đã bảo nhân viên bảo vệ đi hòa giải với gia đình nạn nhân. Công ty Bình Đại sẵn sàng chi 600.000 nhân dân tệ để bồi thường cho cái chết của Trần Tư Thái. Sau khi con trai chết, bố Trần Tư Thái là Trần Tư Khánh đã làm loạn khắp công trường. Mẹ Trần Tư Thái là Lư Ngọc Lệ thì gần như phát điên, cả ngày chỉ biết khóc và hét ở trong phòng. Nhân viên của Bình Đại đã tìm tới nhà Trần Tư Thái để bàn điều kiện với Trần Tư Khánh. Chỉ cần anh đồng ý ký giấy không kiện cáo, hòa giải trong hòa bình thì Bình Đại sẵn sàng bồi thường gia đình nạn nhân với cái giá mà người bố đưa ra. Trần Tư Khánh đương nhiên là không đồng ý, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho con trai. Đầu tiên là khiến công ty đó không thi công được nữa. Thứ hai là bắt người đã tắc trách trong công việc dẫn đến cái chết của Trần Tư Thái phải ngồi tù. Nhân viên công ty Bình Đại không còn cách nào khác, đành phải ra về khi thỏa thuận chưa được ký. Trương Thế Bình rất coi trọng dự án này, nếu không thể thi công tiếp thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của công ty, nên anh buộc phải thuyết phục gia đình nạn nhân cho bằng được. Thế là Trương Thế Bình đã nghĩ ra một kế, đó là nhắm vào người mẹ đang phát điên của Trần Tư Thái. Nhân viên Bình Đại nhân lúc Trần Tư Khánh không có ở nhà để tới tìm Lư Ngọc Lệ. Dựa vào kinh nghiệm thuyết phục của mình, anh ta nói với Lư Ngọc Lệ đang dần trở nên điên loạn rằng nếu cô ký vào tờ giấy này thì sẽ gặp lại được con trai Trần Tư Thái. Lư Ngọc Lệ nghe xong thì không hề do dự mà ký vào tờ giấy. Khi Trần Tư Khánh về nhà thì mới phát hiện trong phòng khách xuất hiện một tờ giấy thỏa thuận đã được vợ anh ký. Anh sống chết tới công ty Bình Đại làm loạn vì không chấp nhận tờ thỏa thuận này, nhưng giấy trắng mực đen đã rõ ràng không thể bàn cãi được nữa. Khi nhân viên đối chất với Lư Ngọc Lệ, cô vẫn tin tưởng anh ta nói rằng chính mình đã ký tờ giấy đó với mong muốn có thể gặp lại con trai. Điều này khiến cho Trần Tư Khánh bất lực và ngày càng hận công ty Bình Đại hơn. Anh không từ bỏ ý định sẽ khiến cho Bình Đại thân bại danh liệt mà ngày ngày đăng bài tố cáo, cộng với việc thường xuyên đi biểu tình khi Bình Đại nhận dự án mới. Tháng 12 năm 2019, khi Bình Đại khởi công dự án mới, Trần Tư Khánh vẫn tới biểu tình như thường lệ. Trương Thế Bình tới dự lễ thi công thì tình cờ gặp Trần Tư Khánh. Anh đã bước tới nói với Trần Tư Khánh rằng đừng làm những điều vô nghĩa, tốt nhất là anh nên tập trung lo cho gia đình mình trước, đặc biệt là người vợ đang bị bệnh tâm thần kia. Câu nói này làm cho Trần Tư Khánh vô cùng tức giận. Anh thẳng tay đấm mạnh vào mũi Trương Thế Bình, khiến mũi anh ta gãy ngay tại đó. Vệ sĩ xung quanh sợ Trần Tư Khánh tiếp tục làm loạn nên đã tóm lấy anh giao cho cảnh sát. Trương Thế Bình sau khi bị đánh đã tới bệnh viện để kiểm tra, kết quả là anh bị gãy mũi. Tháng 7 năm 2020, vợ Trần Tư Khánh đã chết. Cô ấy ở nhà nhảy lầu tự kết thúc cuộc đời. Sau khi đã chịu đủ giày vò,
từ cái chết của người con trai. Chuyện này ngay lập tức khiến cho cảnh sát nghi ngờ Trần Tư Khánh vì cái chết của vợ nên đã ra tay giết Trương Thế Bình. Trùng hợp hơn nữa là ngày mà Trương Thế Bình chết lại chính là ngày sinh nhật con trai Trần Tư Khánh. Cảnh sát lập tức triệu tập Trần Tư Khánh về thẩm vấn vì hiện tại anh ta là người có động cơ nhất. Cảnh sát thông báo với Trần Tư Khánh về cái chết của Trương Thế Bình, nhưng anh ta không bất ngờ lắm. Trần Tư Khánh tỏ ra rất hả hê với cái chết của nạn nhân và nói rằng Trương Thế Bình bị như vậy là đáng. Đối mặt với nghi vấn của cảnh sát, Trần Tư Khánh thừa nhận bản thân rất muốn giết Trương Thế Bình. Vì sự cố công trình của anh ta mà Tư Khánh đã mất đi gia đình. Nhưng Trần Tư Khánh nói bản thân vẫn còn đủ tỉnh táo và bố mẹ già vẫn cần phải chăm sóc. Anh không liều tới nỗi đụng phải người có địa vị như Trương Thế Bình. Nếu anh giết Trương Thế Bình thì chắc chắn gia đình anh ta sẽ gây khó dễ cho người nhà của anh. Không chỉ riêng bố mẹ, Trần Tư Khánh còn có một người anh trai tên Trần Tư Nghĩa. Trần Tư Nghĩa hiện tại có một đứa con trai đang học đại học, chuyên ngành của cậu ấy lại là xây dựng. Nếu Trần Tư Khánh đụng vào Trương Thế Bình thì nhất định gia đình của anh ta sẽ khiến cho cháu trai của anh không thể hoạt động được trong ngành mà cậu ấy đang hướng tới. Trần Tư Khánh đã mất vợ con, hiện tại anh chỉ còn muốn tập trung kiếm tiền để lo cho bố mẹ già. Anh vẫn đi biểu tình thường xuyên là vì muốn nhà nước đưa ra điều luật mới về việc thi công công trình. Ít nhất thì nhà thầu phải cam kết đảm bảo an toàn cho người dân. Anh thực sự không muốn có đứa trẻ nào phải hy sinh một cách đau đớn như con trai anh nữa. Cảnh sát hỏi tối ngày 5 tháng 8 đến sáng ngày 6 tháng 8 Trần Tư Khánh đã ở đâu thì anh thành thật khai rằng 7 giờ tối ngày 5 tháng 8 anh về tới nhà, sau đó nghỉ ngơi đến 7 giờ sáng ngày hôm sau thì rời khỏi nhà đi làm. Trước khi vợ anh mất, anh đã gắn camera trong phòng ngủ để kiểm tra cô ấy thường xuyên. Hành lang cũng có camera chung. Trần Tư Khánh nói cảnh sát có thể kiểm tra camera ở trong nhà anh để xác định bằng chứng ngoại phạm. Đúng như Trần Tư Khánh nói, cảnh sát trích xuất camera thì nhận được kết quả khớp với lời khai. Để chắc chắn, cảnh sát đã lấy ADN của Trần Tư Khánh để so sánh với ADN của sợi tóc tìm được ở trong nhà của Trương Thế Bình, nhưng kết quả hiển thị không khớp. Vào lúc cảnh sát đang bối rối vì vụ án đi vào ngõ cụt thì họ nhận được thông tin liên quan từ một vụ án khác. Nó xảy ra ở Trấn Giang, cách Nam Kinh hơn một tiếng đi đường. Hung thủ là một người phụ nữ tên Vu Ngọc Hy, năm nay 30 tuổi, thất nghiệp. Cô ta đã lừa tiền và tình của ba người đàn ông, một người ở Nam Kinh, một người ở Trấn Giang, người còn lại ở Dương Châu. Sau khi bị phát hiện lừa dối và bắt cá nhiều tay, cô ta đã lên kế hoạch giết họ. Hiện tại, Vu Ngọc Hy đã bị cảnh sát Trấn Giang bắt giữ. Điều đáng chú ý ở đây là người bị cô ta lừa dối ở Nam Kinh chính là Trương Thế Bình. Cảnh sát Nam Kinh lập tức phối hợp với cảnh sát Trấn Giang để được thẩm vấn Vu Ngọc Hy vì nghi ngờ cô ta đã giết luôn người đàn ông thứ ba là Trương Thế Bình. Trước nghi vấn của cảnh sát, cô ta nói đúng là mình đã giết hại người đàn ông kia nhưng Trương Thế Bình thì không. Thì ra Trương Thế Bình và Vu Ngọc Hy vốn là bạn cấp 3. Theo như lời khai của cô ta thì lúc còn học ở trường trung học, Trương Thế Bình, Mộ Giao, Vu Ngọc Hy và anh trai của Trương Thế Bình là Quách Mẫn, bốn người họ chơi rất thân với nhau. Vu Ngọc Hy chính là mối tình đầu của Trương Thế Bình. Sau khi tốt nghiệp, hai người họ đã chia tay vì Vu Ngọc Hy phải ra nước ngoài du học. Vì là lần đầu rung động cho nên Trương Thế Bình vẫn luôn lưu luyến mối tình xưa. Sau khi du học trở về, Vu Ngọc Hy không liên lạc với bạn cũ mà tới làm việc ở Bắc Kinh. Hai năm trở lại đây, Vu Ngọc Hy bất ngờ xuất hiện bên cạnh Trương Thế Bình. Dù anh ta đã có hôn ước với Mộ Giao nhưng vẫn lén lút qua lại với Vu Ngọc Hy trong khoảng thời gian này. Lý do Vu Ngọc Hy đột nhiên trở lại Nam Kinh là do gia đình cô ta đã phá sản. Từ nhỏ, Vu Ngọc Hy đã dựa vào sự thịnh vượng của gia đình để sống. Cô ta đi học hay đi làm đều là phải có người đốc thúc và hướng dẫn. Công ty ở Bắc Kinh mà cô ta làm việc là của gia đình nhà họ Vu, giờ bố mẹ đã phá sản. Vu Ngọc Hy trở nên vừa nghèo khó vừa mất việc. Gia đình nhà họ Vu lao vào vực thẳm. Vu Ngọc Hy không còn ai trông nom nên đã biến thành một con sâu lười biếng. Cô ta đã đi phỏng vấn và thử việc mấy lần nhưng kết quả đều như nhau. Những công ty đó không chịu được cái tính công chúa của Vu Ngọc Hy nên đã sa thải cô ta dù chỉ thử việc được mấy ngày. Vu Ngọc Hy trụ lại được một thời gian thì không còn nhiều tiền ở trong người nữa. Thế mạnh duy nhất của cô ta lúc đó chính là gương mặt xinh đẹp. Vì vậy, Vu Ngọc Hy đã dành hết phần tiền còn lại
để thử vận may quay về Nam Kinh. Cô ta từ đầu đã nhắm tới Trương Thế Bình, Vu Ngọc Hy chủ động liên lạc và lại cố tình tạo ra cuộc gặp gỡ bất ngờ. Trương Thế Bình gặp lại Vu Ngọc Hy thì lại say mê vẻ đẹp của cô ta như điếu đổ. Sự ngây thơ đáng yêu lúc xưa của Vu Ngọc Hy bây giờ lại càng thêm mặn mà. Cả hai đã rất nhanh tiến vào mối quan hệ yêu đương đúng theo như mục đích Vu Ngọc Hy. Thời điểm cả hai hẹn hò, Trương Thế Bình đã làm theo lời mẹ và phát triển tình cảm với vị hôn phu hiện tại là Mộ Dao. Cả hai vẫn tiếp tục mối quan hệ vụng trộm trong bóng tối với nhau. Vì u mê mối tình đầu, Trương Thế Bình không tiếc tiền với Vu Ngọc Hy, không những mua trang sức đắt tiền mà thậm chí còn tặng cả xe sang cho cô ta. Vu Ngọc Hy khai rằng cô ta đã bị bạn của Trương Thế Bình vạch trần chiêu trò lừa tiền, nhưng Trương Thế Bình vẫn một mực tin tưởng người tình. Cô ta nói Trương Thế Bình chính là cái mỏ không đáy mà cô ta có thể đào bất cứ lúc nào, vì vậy cô ta không có lý do gì để giết Trương Thế Bình cả. Thời điểm Trương Thế Bình chết, Vu Ngọc Hy nói mình đang ở Trấn Giang để tiếp tục kế hoạch lừa tiền của bản thân. Lúc đó cô không liên lạc được với Trương Thế Bình, nhưng không bận tâm tới điều đó cho lắm vì cứ nghĩ Trương Thế Bình đang bận công việc thôi. Cảnh sát lập tức tới khách sạn mà Vu Ngọc Hy từng ở để kiểm tra. Lễ Tân ở đó xác định đúng như lời Vu Ngọc Hy nói, máy tính của khách sạn cũng lưu lại thông tin thuê phòng của cô ta. Camera của khách sạn cũng ghi lại Vu Ngọc Hy xuất hiện từ tối ngày 5 cho đến sáng ngày 6 tháng 8, cô ta luôn ở trong phòng nghỉ ngơi mà không bước ra ngoài. May mắn là Vu Ngọc Hy đã cung cấp một thông tin quan trọng với cảnh sát rằng Mộ Dao, vị hôn phu của Trương Thế Bình, đã phát hiện ra mối quan hệ của hai người họ. Lúc đó Mộ Dao đã tới tận giường bắt gian Vu Ngọc Hy và Trương Thế Bình. Nhưng Trương Thế Bình một mực bảo vệ mối tình đầu làm cho Mộ Dao rất tức giận. Cô ấy đã dùng ánh mắt căm thù nói rằng mình nhất định sẽ khiến chồng sắp cưới và nhân tình chết chung một chỗ. Cảnh sát không hề biết Mộ Dao lại có mâu thuẫn lớn với Trương Thế Bình như thế. Sau khi sâu chuỗi lại sự việc, cảnh sát mới nhận định Mộ Dao chính là người có động cơ gây án nhất. Ở hiện trường vụ án, cảnh sát đã thu được dấu vân tay của cô ta. Với thân phận là vợ sắp cưới, Mộ Dao đương nhiên biết camera ở trong nhà Trương Thế Bình đặt ở đâu để lấy thẻ nhớ ra ngoài. Ngoài dấu vân tay, cảnh sát còn thu được tóc của một nhân vật khác. Vì vậy, họ đoán Mộ Dao có đồng bọn trong việc gây án. Họ tới nhà Mộ Dao để hỏi thăm lần nữa thì tình cờ gặp Quách Mẫn ở đây. Sau khi hay tin Vu Ngọc Hy đã bị bắt, Mộ Dao trông rất lo lắng và không được tập trung cho lắm. Ở lần thẩm vấn trước, Mộ Dao có biểu cảm khác hoàn toàn. Cô ta khóc dữ dội vì sự ra đi của chồng sắp cưới và còn kể lể về việc cả hai đã bàn nhau về chuyến hưởng tuần trăng mật. Cảnh sát hỏi thăm chuyện Vu Ngọc Hy và Trương Thế Bình ngoại tình thì Mộ Dao trả lời lắp bắp. Cô ta nói mình đã tha thứ cho Trương Thế Bình rồi. Cảnh sát lập tức nắm được điểm mấu chốt nên đã cố tình tiết lộ rằng Vu Ngọc Hy và Trương Thế Bình không hề kết thúc mối quan hệ vụng trộm và nạn nhân vẫn thường xuyên gửi tiền cho cô ta. Mộ Dao nghe xong thì đột nhiên mất bình tĩnh. Sau đó cô đã dùng lý do không được khỏe để từ chối trò chuyện tiếp với cảnh sát. Chuyện này càng khiến cho cảnh sát nghi ngờ hơn về việc Mộ Dao chính là hung thủ. Điều bất ngờ xảy ra vào ngày hôm sau. Quách Mẫn, anh họ của Trương Thế Bình, đột nhiên tới sở cảnh sát nói mình muốn đầu thú. Anh ta khai với cảnh sát rằng bản thân chính là người đã giết chết Trương Thế Bình. Thì ra anh ta đã thích Mộ Dao từ lâu rồi. Năm xưa Trương Thế Bình thì hẹn hò với Vu Ngọc Hy, Mộ Dao thì thích Trương Thế Bình, trong khi Quách Mẫn lại có tình cảm với cô. Mỗi người đều có đối tượng ở trong lòng nên phớt lờ tình cảm của người khác. Cho đến khi Trương Thế Bình và Vu Ngọc Hy chia tay, Mộ Dao đã dũng cảm tỏ tình, nhưng lúc đó anh đang đau khổ và thất tình nên không muốn yêu thêm ai khác. Trương Thế Bình sau khi vào học đại học thì chỉ tập trung vào việc nghiên cứu, không còn hẹn hò thêm với ai. Cho đến khi anh mở công ty, Mộ Dao vẫn luôn ở bên cạnh, chăm sóc Trương Thế Bình hàng ngày, không nhận được bất cứ sự hồi đáp nào. Quách Mẫn thì thầm thích Mộ Dao. Trong câu chuyện này, ai cũng là người trung tình ngoại trừ Vu Ngọc Hy. Quách Mẫn chờ Mộ Dao từ những năm tháng cấp 3 cho đến khi đi làm, nhưng Mộ Dao chưa một lần nhìn đến tình cảm của anh. Bố của Trương Thế Bình là một doanh nhân lớn. Sau này, ông muốn tiến vào giới chính trị mà bố Mộ Dao thì lại là bí thư tỉnh ủy nên ông đã bảo con trai lấy lòng cô. Lúc đầu, Trương Thế Bình không đồng ý nhưng vì bố mẹ cứ liên tục thúc giục. Anh thấy dù gì thì mình cũng không tìm được ai có cảm giác rung động như Vu Ngọc Hy nên đã đồng ý làm theo lời họ.
Mộ Dao nhận được sự chú ý từ Trương Thế Bình nên vô cùng vui mừng, cả hai sau đó đã tiến triển tốt đẹp với nhau. Cô đã nhờ bố mẹ mình để làm hài lòng bố mẹ chồng tương lai. Vì vậy mà gia đình Trương Thế Bình rất vừa ý với cô con dâu này. Mọi chuyện diễn ra với Mộ Dao ở thời điểm đó cứ như giấc mơ tới khi Vu Ngọc Hy xuất hiện trở lại. Quách Mẫn biết Mộ Dao tới khách sạn để bắt gian nên đã âm thầm đi theo. Sau khi rời khỏi khách sạn, Mộ Dao khóc đến nỗi ngã xuống đường. Lúc đó Quách Mẫn đã xuất hiện kịp thời để an ủi cô. Sau khi nghe Mộ Dao kể lại câu chuyện, Quách Mẫn rất tức giận. Không ngờ người em họ của anh lại là người hèn hạ đến thế. Anh rất yêu Mộ Dao, yêu đã hơn 10 năm rồi nên để trả thù cho cô, anh đã lên kế hoạch giết Trương Thế Bình. Đầu tiên, anh ta đến tiệm bán xe cũ, mua một chiếc xe rồi nhờ người làm biển số giả giúp mình. Đến tối ngày 5 tháng 8, Quách Mẫn đã mua than rồi chạy xe tới nhà Trương Thế Bình để giết nạn nhân. Cảnh sát tiếp tục hỏi về lượng thuốc ngủ ở trong người Trương Thế Bình thì Quách Mẫn lại ngập ngừng rồi nói mình không nhớ rõ. Cảnh sát đã lấy ADN của Quách Mẫn ra so sánh với sợi tóc tìm được ở nhà nạn nhân thì kết quả đã khớp. Nhưng cảnh sát vẫn có phần nghi ngờ trong lời khai của Quách Mẫn. Họ đến cửa hàng bán than thì xác định vào tối ngày 5 tháng 8, Quách Mẫn đã mua một lượng than. Để giải thích cho lượng thuốc ngủ ở trong thi thể, cảnh sát đã suy đoán Mộ Dao là người đã cho Trương Thế Bình uống thuốc ngủ, còn Quách Mẫn thì là người đầu độc nạn nhân bằng than. Họ đã điều tra về sức khỏe của cả hai người, Quách Mẫn và Mộ Dao. Đúng như dự đoán, Mộ Dao là người có bệnh lý. Bác sĩ chuẩn đoán cô ta bị bệnh rối loạn lo âu và kê một lượng lớn benzodiazepine để chữa bệnh. Có được manh mối quan trọng, cảnh sát đã triệu tập Mộ Dao thẩm vấn lần nữa. Sau khi biết tin Quách Mẫn đã tự thú, Mộ Dao cũng không giấu giếm mọi chuyện nữa. Cô thừa nhận với cảnh sát rằng bản thân là người đã cho Trương Thế Bình uống thuốc ngủ. Ngày 5 tháng 8, Mộ Dao đến gặp bác sĩ tâm lý xong thì tới nhà Trương Thế Bình. Cô định tâm sự với anh về vấn đề sức khỏe của mình và mong cả hai có thể tìm được hướng đi cho mối quan hệ đang rơi vào ngõ cụt của họ. Nhưng Trương Thế Bình không để tâm cho lắm, anh ta thư giãn ngồi uống rượu, thậm chí là còn đòi hủy hôn với cô. Dù gì thì Vu Ngọc Hy cũng đã trở về rồi, anh ta đã tìm lại được rung động ngày xưa cho nên không muốn tiếp tục mối quan hệ bị gia đình ép buộc nữa. Anh ta thừa nhận việc tiếp xúc với Mộ Dao và phát triển mối quan hệ yêu đương với cô đều là vì cuộc bầu cử của bố anh ta mà thôi. Điều này đã làm cho Mộ Dao rất tức giận. Cô cảm thấy mình đã bị Trương Thế Bình lợi dụng triệt để. Nghĩ tới ngày tháng tươi đẹp vừa qua, tất cả chỉ là sự lừa dối. Mộ Dao tức đến nỗi run rẩy cơ thể. Cô hận Vu Ngọc Hy 1 thì hận Trương Thế Bình đến 10. Anh ta cho cô cơ hội rồi lại đạp đổ nó. Mọi công sức, tình cảm cô bỏ ra đều không là gì trong mắt anh ta. Cô biết benzodiazepine kết hợp với rượu thì sẽ gây ra nguy cơ tử vong, cho nên đã lấy thuốc có thành phần chứa benzodiazepine ở trong đơn thuốc của mình cho vào trong rượu mà Trương Thế Bình đang uống. Sau khi uống rượu, Trương Thế Bình nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Mộ Dao ban đầu rất hả hê nhưng sau đó thì lại lo sợ tột độ. Cô là con gái của bí thư tỉnh ủy, địa vị cũng không hề tầm thường. Nếu chuyện cô là hung thủ bị cảnh sát phát hiện thì không những cuộc đời của cô mà sự nghiệp của bố cô cũng sẽ bị phá hủy. Từ nhỏ, Mộ Dao đã là một người phụ nữ dịu dàng, đảm đang, cô không có tranh chấp với bất kỳ ai. Nhưng hiện tại lại vì ghen tuông mà hận thù và trở thành hung thủ giết người. Vì không biết xử lý chuyện này thế nào cho nên Mộ Dao đã gọi cho Quách Mẫn. Lúc đó Quách Mẫn đã mua than để chuẩn bị đầu độc Trương Thế Bình. Anh nhận được cuộc gọi của Mộ Dao thì ngay lập tức bắt máy. Nghe Mộ Dao kể lại chuyện vừa xảy ra, Quách Mẫn cảm thấy như trời cũng đang giúp mình. Anh nhanh chóng chạy xe tới nhà Trương Thế Bình thì Mộ Dao đã lao ra ôm lấy anh nói mình rất sợ hãi. Quách Mẫn an ủi cô xong thì kiểm tra tình hình của Trương Thế Bình. Anh ta vẫn chưa chết, nếu đưa Trương Thế Bình đến bệnh viện trong thời điểm đó có lẽ là anh ta sẽ không chết. Họ suy nghĩ nếu anh ta được cứu thì chuyện Mộ Dao đầu độc thuốc ngủ hôn phu của cô sẽ bị lộ ra ngoài, đồng nghĩa với việc đặt dấu chấm hết cho cuộc sống thịnh vượng của cô. Vì vậy mà Quách Mẫn đã đề nghị với Mộ Dao rằng anh ta sẽ giết Trương Thế Bình chết bằng cách ngộ độc than rồi phá hủy toàn bộ chứng cứ để cả hai thoát tội. Lúc bước vào nhà Trương Thế Bình, Quách Mẫn đã đeo bao tay sẵn, vì vậy mà quá trình dọn dẹp hiện trường, anh ta không để lại dấu vân tay nào, nhưng lại xui xẻo, không nhìn thấy những sợi tóc mà mình đã để lại ở mép giường.
Sau khi Mộ Dao chỉ địa điểm đặt camera ở trong nhà Trương Thế Bình, Quách Mẫn đã lấy thẻ nhớ ở trong đó ra. Tiếp theo là anh bỏ ly rượu của Trương Thế Bình uống vào trong túi, cuối cùng là lấy đi điện thoại di động của Trương Thế Bình, tháo pin và SIM ra. Trong đó có toàn bộ lịch sử liên lạc của Trương Thế Bình với Vu Ngọc Hy. Hoàn thành việc dọn dẹp hiện trường thì cả hai đốt than, đóng cửa lại, lấy thẻ nhớ trong camera ở hành lang rồi lái xe mang biển số giả về nhà, xem như chưa có gì xảy ra. Cứ nghĩ chỉ cần cảnh sát không phát hiện ra mối quan hệ của Vu Ngọc Hy và Trương Thế Bình thì cả hai có thể thoát tội. Nào ngờ cô ta lại gây ra vụ án chấn động hơn, làm cho cảnh sát tìm được manh mối quan trọng. Tất cả bằng chứng đều đang nằm ở nhà Quách Mẫn. Cảnh sát đến đó kiểm chứng thì xác nhận lời khai của Mộ Dao đúng với sự thật. Mọi thứ đã được đưa ra ánh sáng. Hai kẻ giết người ở trong vụ án này lập tức bị bắt vào trại giam. Phiên tòa đã diễn ra. Vì đây là vụ án đã xảy ra trong giới thượng lưu, người ở trong câu chuyện có địa vị xã hội cao, cho nên nhận được sự chú ý của toàn dân. Với chứng cứ rõ ràng, tòa án đánh giá cẩn thận rồi đưa ra bản án. Đối với Mộ Dao, tòa tuyên bản án chung thân, còn Quách Mẫn thì tử hình. Nếu cả hai ở trong tình huống đó có quyết định đưa Trương Thế Bình đến bệnh viện thì bản án đã không nặng nề như thế. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã được cảnh sát đưa ra ánh sáng. Tình yêu tốt nhất là phải đến từ hai phía. Những rung động của trái tim đôi khi chẳng cần lý do, nhưng tốt nhất thì vẫn phải có cả lý trí trong đó. Trong trường hợp đã thích một người quá lâu, nhưng trong tim họ luôn có một hình bóng khác, tranh giành và mong chờ không phải là cách hay, vì cuối cùng người kia cũng chẳng có chút tình ý nào đối với mình. Người ta vẫn nói tình yêu ép buộc là tình yêu chẳng bền lâu. Nếu một trong hai không có tình cảm với người còn lại thì tình yêu này sẽ chẳng thể vẹn toàn như bạn muốn. Dù là bất cứ lý do gì đi chăng nữa thì việc chót dành tình cảm cho một đối tượng đã có người ở trong lòng vẫn là đau đớn và cần tránh xa. Vì thế, trước khi tình cảm của bạn dành cho người ấy trở nên quá sâu đậm, hãy thử khống chế cảm xúc của mình, đừng để tình yêu của bản thân vượt quá mức kiểm soát để đưa ra quyết định bồng bột như những người trong câu chuyện này. Người yêu quá mức đã làm ra chuyện sai lầm, người lừa dối, gieo rắc hy vọng ảo thì mất mạng, đến lúc hối hận thì mọi chuyện cũng đã muộn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án Thế giới để biết thêm về những kỳ án có thật.